Thùy Linh cùng ban biên tập mến chào quý vị, quý khán thính giả của kênh Hồng Biến TV. Quý vị thân mến, thật sự khi làm bản tin này, Thùy Linh thật sự rất là xúc động khi nhận được một bình luận của một độc giả trên kênh Hồng Biến TV với nickname là Tia Lê, muốn gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến vợ chồng chú Dũng cô Hằng. Đây chắc chắn là một món quà tinh thần vô giá mà lúc này cô vũ cho cô chú là vợ chồng chú Dũng và cô Hằng vượt qua những giai đoạn khó khăn này và ở đời. Quý vị ạ, cái ân tình nó chân quý lắm. Khi Thùy Linh đọc và cảm nhận tâm thư của Tia Lê, thật sự Thùy Linh đã không thể cầm được nước mắt của mình khi một người sống hết lòng vì dân, vì nước. Và ngày hôm nay cô lại nhận những điều như vậy. Thì sau đây Thùy Linh xin gửi đến quý vị nội dung bức thư cảm ơn như sau. Kính gửi anh chị Dũng Hằng, ân nhân cứu độ gia đình tôi. Hôm nay gia đình anh chị gặp những sự việc gian truân như vậy, thật sự tôi rất xót xa, không biết rằng 1.000 năm nữa có còn Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng sẵn sàng làm tất cả vì dân vì nước như quý vị hay không. Hôm nay tôi viết bức thư này muốn trải lòng về sự giúp đỡ của anh chị đối với gia đình tôi. Gia đình tôi luôn biết ơn quỹ giờ vàng của cô Nguyễn Phương Hằng. Tôi ở Huế, con tôi bị tai nạn ở Đà Nẵng. Trong đêm khuya, nạn nhân bị chấn thương sọ não. Tuy không có thân nhân, nhưng nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và con tôi vẫn được cứu chữa nhờ quỹ giờ vàng của cô siêu Nguyễn Phương Hằng. Chính cô đã cứu mạng con trai tôi. Ân nghĩa này của cô không biết chúng tôi sẽ đền đáp ra sao. Kính mong pháp luật nhìn nhận những việc thiện mà cô đã giúp cho đời, giúp cho người mà giảm nhẹ hình phạt cho cô. Tôi và gia đình khẩn thiết kính mong các cơ quan chức năng xem xét và mong Trung ương có thể vào cuộc để đem lại sự công bằng cho bà Nguyễn Phương Hằng. Ân nghĩa này cả đời gia đình tôi cũng không thể trả hết được và chỉ cầu mong và cầu nguyện cho vợ chồng chú Dũng và gia đình cô chú, anh chị, con cái là được sự bình an và vượt qua được cửa ải lần này. Thưa quý vị, đây là bức tâm thư của một vị khán giả đã có nickname Tia Lê muốn gửi đến cô siêu Nguyễn Phương Hằng. Qua đây chúng ta có thể thấy được rằng những tầm quan trọng mà quỹ cô chú Dũng Hằng đã mở ra đúng không quý vị? Vậy mà nỡ lòng nào một số thành phần lại ngang nhiên chống phá? Vậy có còn là con người nữa hay không? Kính mong pháp luật công tâm xử lý sự việc này. Thưa quý vị, một cụ bà cựu chiến binh cũng đã lên tiếng nói rằng tôi năm nay 73 tuổi đời quá xúc động khi khóc. Khi tin là cô Hằng là vướng vào điều 331, thật bất công quá. Một người đàn bà tay yếu chân mềm đã giúp biết bao mảnh đời của các bé bệnh tật trái tim bẩm sinh và ủng hộ úng náu thủy và làm những người mẹ Việt Nam anh hùng, những ngôi nhà cho những người con đã ngã xuống để bảo vệ đất nước này được trường tồn, xây cầu và đường xá cho nhân dân mà phải đi tù thì quá bất công. Còn bọn ca sĩ thì ca hát lũng đoạn nền văn hóa nước nhà nữa và còn nhiều nhà báo hùa theo nói như đúng rồi, còn luật sư bẩn thì hùa theo đổi trắng thành đen và đến công an thành phố Hồ Chí Minh bắt bà thì tôi cũng sửng sốt luôn, hóa ra đất nước này không còn lương tri nữa sao? Còn nữa tôi không kể xiết hết ôi thật phũ phàng. Cô Hằng không muốn để bất cứ ai phải liên quan đến việc làm dọn rác xã hội của cô nên cô từng tuyên bố công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi và cô nói trong livestream rằng chúng ta phải thượng tôn pháp luật. Tôi tin tưởng cô làm mọi việc vì lòng yêu nước, thương dân, thương người dân nghèo khổ bệnh tật, cùng khổ trong xã hội. Tất cả việc làm của cô chúng ta ai cũng đã rõ. Tôi rất phục cô Hằng. Chuyện xảy ra với cô Hằng làm tôi băn khoăn quá. Băn khoăn về nhiều vấn đề làm nặng trĩu trong lòng tôi. Một người đã gần là 75, cái tuổi mà không thể xông pha để cùng mọi người đi tìm chân lý cho cuộc đời này, nên chỉ còn tin tưởng và chờ đợi vào sự công minh của pháp luật và cũng rất cần người cầm cán là cán cân công lý, một sự công bằng và công tâm vì lòng yêu nước thương dân, vì tương lai tốt đẹp của một dân tộc, đặt quyền lợi đất nước, dân tộc lên trên quyền lợi nhóm. Và quý vị thấy không ạ, dù rằng giờ đây tạm thời chúng ta không thể gặp siêu Nguyễn Phương Hằng, nhưng người dân vẫn luôn trông ngóng cô Hằng hàng ngày hàng giờ, mong cho cô được bình an và vượt qua được kiếp nạn này. Và quý vị thân mến, nội dung tiếp theo của bản tin ngày hôm nay thì sẽ có nội dung sau. Nhân quả nghiệp báo đối với luật sư nhà báo hai mặt. Khác với người bạn đồng nghiệp phó tổng biên tập báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Henny là một nhân vật xạ thủ quyết liệt. Tuy đã bị cảnh cáo về đạo đức ngành nghề nhưng Henny không lấy hình phạt đó để rút ra bài học cho bản thân mà còn cấu kết với những thành phần chống phá nhằm mục đích gây thù oán báo và bảo vệ tư tưởng suy đồi. Kể từ khi các vụ diễn biến vụ việc drama cho đến nay, Henny đã dùng YouTube và trang cá nhân để lên án và đáp trả mọi vấn đề mà siêu Nguyễn Phương Hằng đã vạch trần trong từng nhân vật trong giới showbiz, từ việc lăng băm Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho đến Hề Linh trấn
Cụt và Đàm Vĩnh Viễn, Thủy Tề kêu gọi từ thiện. Người dân trong và ngoài nước đã được tường tận chứng kiến những thủ đoạn lừa đảo, những việc làm khuất tất không trung thực qua mọi diễn đàn của CEO Nguyễn Phương Hằng trong gần một năm qua. Sau chuỗi lại sự việc lùm xùm từ thiện, điều hiển nhiên, những nghi vấn hay những câu hỏi được đặt ra đối với những nạn nhân đã được tréo tên thì đây vẫn là vấn đề mà cả nước quan tâm, vì đối với công chúng, người hâm mộ đều cần sự minh bạch và rõ ràng. Nhìn nhận một cách công tâm thì không thể là không dành tặng những lời cảm ơn cho những người là nổi tiếng đã từng đứng ra làm thiện nguyện, cứu trợ đồng bào miền Trung trong lúc là cấp bách. Họ đã có công nhưng lại thiếu đi cái tâm, và họ đã tự đánh mất tên tuổi của chính mình. Xoay quanh vấn đề từ thiện, tại sao Henny, một luật sư nhà báo với sự hiểu biết kinh nghiệm lâu năm trong nghề, lại không nhìn nhận điều hay lẽ phải, phân tích những cái điều xác thực hay chỉ là chỉ ra những việc làm chưa đúng, thiếu trung thực để người dân tỏ rõ ngọn ngành. Đơn cử như việc hề lũ ngâm số tiền hơn 14 tỷ, giả thiết nếu như nữ CEO không đăng đàn thì người dân đâu hay biết, và tiếp đến là MC Trấn Lột và Đàm Vĩnh Viễn, Thủy Tề, những nhân vật đình đám đã lần lượt có mặt trong danh sách từ thiện. Nếu như không có vụ drama này thì công chúng người hâm mộ đâu nhìn thấy những mảng đen trong giới nghệ thuật tại phía Nam Việt Nam. Tại sao Henny luôn công kích phản biện những việc làm mang tính chất xã hội nhân văn của Đại Nam, đặc biệt là quỹ Hằng Hiễu luôn đưa ra những khuynh hướng trái chiều và chủ đích nhằm chống trả quyết liệt và triệt để, lợi dụng danh nghĩa nhà báo để làm những điều trái với là lương tâm đạo lý, vô hình chung vi phạm pháp luật, có hay không thế lực thù địch móc nối phản động, lôi kéo tập thể và mua chuộc dưới mọi hình thức ngầm tiến hành các hoạt động chống phá đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một thực trạng đáng lo ngại. Vị trí, vai trò và những đóng góp của báo chí Việt Nam nói chung và các nhà báo nói riêng vào thắng lợi chung của đất nước, thành quả của cách mạng không thể phủ nhận, nhưng cũng phải thẳng thắn chỉ ra báo chí nhà nước ta còn nhiều tồn tại hạn chế. Đáng lưu ý là tình trạng xuống cấp đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của một số bộ phận những người làm báo. Hàng ngày chúng ta bắt gặp trên báo chí những thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng, thiếu nhạy bén chính trị, suy diễn võ đoán, dễ dãi, xa rời tôn chỉ mục đích, chạy theo thị hiếu tầm thường, giật gân, cầu khách, đặc biệt là tình trạng tiền hậu bất nhất giữa nói và làm, giữa sáng tạo và tác phẩm báo chí với phát ngôn trên mạng xã hội khi tham gia các hoạt động xã hội của không ít nhà báo. Dấu hiệu đầu tiên từ Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm nức lòng người dân, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra các hoạt động của các tờ báo, cơ quan báo chí để nhắc nhở, chấn chỉnh, và trường hợp phát hiện có cơ quan báo chí vi phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo đơn vị chức năng xử phạt nghiêm theo quy định, thậm chí đình bản, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí và hàng tháng có thông báo kết quả xử lý tới các cơ quan chủ quản và các đơn vị liên quan. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ mục đích theo giấy phép hoạt động báo chí, thường xuyên giáo dục, định hướng về chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình, quản lý chặt chẽ đội ngũ người làm báo cũng như các quy trình tác nghiệp. Và thưa quý vị, thông tin dự báo thời tiết sáng nay cũng cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đang có mưa to và dông tố. Cơ quan khí tượng quốc gia đã ban hành lệnh cảnh báo mưa to đến các địa phương. Theo tình hình, hai ngày nay thì mưa lũ giữa cuối ngày tháng 3 đầu tháng 4 đã đến quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh, và dự là đầu tháng 4 ngày hôm nay cũng đã đến quận Gò Vấp và sẽ đến lần lượt các quận trong thành phố. Sau một tia chớp lóe trời sẽ là những tiếng nổ lớn của những cơn mưa dông kéo theo những trận mưa mát mẻ. Đầu đó chúng ta cũng đang nhìn thấy những kẻ ngoài kia đang mở tiệc ăn mừng, họ hả hê vui sướng cợt kỉnh, đừng cay cú các bạn. Và chúng ta phải tin chắc rằng bữa tiệc kia sẽ nhanh tàn mà thôi, sẽ đến lượt họ triền miên với những đêm dài mất ngủ, và con tim của họ thì cứ sẽ là loạn nhịp, đầu óc họ sẽ bấn loạn, lo âu và chẳng yên được đâu. Cứ tin tôi đi. Và lúc đó thì họ ngồi trên đống lửa, vì ta sẽ không bao giờ thắng được thiện đâu, và ắt sẽ phải có luật hoa quả của nó. Thì như quý vị đã biết, bão lũ đã đến quận 7 thì chắc chắn lũ lụt sẽ có củi trôi sông Sài Gòn, nên chúng ta phải tin vào cách làm việc của các cơ quan chức năng, bắt cá bé trước, đến khi chín muồi, hốt mẻ cá lớn sau, vì nhà nước ta làm việc công tâm sẽ đi theo từng bước, và chúng ta hãy chờ đợi kết quả của các cơ quan chức năng, vì cuộc chiến của một người có tiền nhưng không dùng tiền, có vị thế chỗ đứng trong xã hội nhưng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Và cô muốn một mình, một thân, một người dân bình thường nói lên tiếng lòng của hàng ngàn người dân thường, đó là những giá trị cốt lõi xuyên suốt drama. Và dù yêu hay ghét thì chúng ta cũng hãy trân trọng những điều, những người như vậy. Và cuộc chiến không phải là để nhìn thấy cái điều thắng thua, mà là để những là chúng ta nhận thức, để thức tỉnh những con người mù quáng u mê lầm lỡ ngoài kia để có thể quay đầu trở lại. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, hãy lan tỏa chân lý thuộc về chính nghĩa, rác bẩn sẽ được dọn bỏ để trả lại sự trong sạch cho xã hội và người dân. Mọi nỗ lực của người dân Việt Nam nói chung và nữ CEO nói riêng đã dần dần gặt hái được thành công như ý, và chúng ta hãy đoàn kết,
hãy bền bỉ và hãy vững tâm, con đường vinh quang đang tỏa sáng ở phía trước. Và thưa quý vị, vừa rồi là những nội dung mà Thùy Linh cùng ban biên tập Hồng Biến TV mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Còn thời lượng bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Mến chào và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.